Kajipos vào ngày 5 tháng 10 đăng tải đoạn video mà họ mô tả là ghi lại cảnh tiêm kích Su-57 của Nga bắn hạ chiếc UCAV thử nghiệm Sukhoi S-70 Okonik của chính nước này. Theo truyền thông Ukraine, vụ bắn rơi xảy ra ở khu vực Konstantinovka Donetsk. Nga chưa bình luận về thông tin này. S-70 được thiết kế để hoạt động như một máy bay không người lái, hiệp đồng tác chiến với Su-57, tiêm kích thế hệ thứ năm của Nga. Nó cũng có thể hoạt động độc lập để thực hiện nhiệm vụ trinh sát và tấn công chính xác. S-70 được xem là UCAV lớn hàng đầu thế giới với trọng lượng cất cánh khoảng 20 tấn. Nó dài 14m, dài cánh gần 20m và vẫn trong quá trình thử nghiệm trên nguyên mẫu. Theo Kyiv các thông tin ban đầu nhận định phòng không nga dường như đã bắn nhầm vào UCAV của chính mình, khiến chiếc S-70 bị rơi. Tuy nhiên, báo Ukraine đã phân tích đoạn video và cho rằng S-70 bị bắn khi đang yểm trợ cho Su-57 trên không, dường như bằng tên lửa tầm nhiệt R-74M2. Một giả thuyết được các chuyên gia quân sự đưa ra là chiếc S-70 có thể đã gặp sự cố trên không và Su-57 của Nga buộc phải tự bắn rơi UCAV của chính mình để ngăn nó bị lọt vào tay Ukraine do rủi ro bị lộ công nghệ vào tay đối thủ. Từ năm ngoái, truyền thông Nga nói rằng nước này đã và đang thử nghiệm ít nhất hai UAV S-70 ở Ukraine và dòng vũ khí này đã khai hỏa tại chiến trường. Thợ săn S-70 Otkonik do tập đoàn Sukhoi của Nga chế tạo có khả năng mang tên lửa và bom dẫn đường chính xác. Okonik được làm từ vật liệu đặc biệt và trang bị lớp phủ bên ngoài có khả năng tàng hình trước các hệ thống radar hiện đại. S-70 có tầm hoạt động là 5.000-6.000 km, tốc độ bay tối đa là 920 km h theo các chuyên gia, trong kịch bản Sun 57 và S70 hiệp đồng tác chiến, chiếc UAV này sẽ đóng vai trò là thiết bị mang vũ khí và sẽ giúp hỏa lực của Sun 57 vốn đã mạnh nay càng mạnh hơn. Bộ Quốc phòng Nga trước đó nói rằng S-70 sẽ có nhiệm vụ mở rộng mạng lưới radar của Sun-57 và đóng vai trò trinh sát truy tìm mục tiêu để cung cấp tham số cho Sun-57 khai hỏa. Vì vậy, S-70 có thể sẽ được triển khai theo chiến thuật bọc lót cho Sun-57, đồng thời giúp tiêm kích thế hệ thứ 5 tìm kiếm, loại bỏ các mục tiêu trên không. Giới quan sát cho rằng trong kịch bản tác chiến khác, Su-57 có thể duy trì cự ly cách xa các phương tiện bay của đối phương cũng như các mối đe dọa trên không và điều khiển S-70 thực hiện các nhiệm vụ tấn công bằng vũ khí và tên lửa trang bị trên UAV. Chiến thuật này giúp giảm thiểu rủi ro xảy ra thiệt hại về người khi Su-57 tham chiến. Nga từ năm 2022 đã xác nhận U-57 đã tham gia vào chiến dịch quân sự của nước này ở Ukraine. Ông Denis Pusilin cho biết tại một cuộc họp với các phóng viên tại Donetsk, hãng thông tấn TASS đưa tin, tất cả các con đường dẫn đến Kudakovo tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk, DPR đều do lực lượng Nga kiểm soát sau khi Moscow giải phóng Ukleda, người đứng đầu DPR cho biết. Theo hướng Kudakove, quân đội Nga đang hình thành vạc dầu khổng lồ đối với một nhóm quân lớn của lực lượng Kiev, ước tính có tới 3.000 binh sĩ Ukraine có thể bị bao vây. Ở Pokrovsk, lực lượng Moscow tiếp tục dọn dẹp Tasukorino và đẩy mạnh chốt chặn xung quanh Selidove. Tại Torres, các binh sĩ Nga đang tấn công quận Zabanka, những cuộc đụng độ rất dữ dội được ghi nhận trong vòng 24 giờ qua. Trong khi đó, ở Kupians, lực lượng Moscow đã tiến tới tuyến đường tiếp tế chính, mặt trận kupians của Ukraine bị chia làm hai, làm suy yếu khả năng phòng thủ của quân đội Kiev. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo đã kiểm soát hoàn toàn Upleda vào ngày 3 tháng 10. Theo ông Denis Pusilin, Upleda là thị trấn lớn duy nhất theo hướng Nam Donetsk. Vị trí trên địa hình cao cho phép đối phương quan sát khu vực rộng hàng chục km xung quanh. Do đó, thị trấn này từng là trung tâm hậu cần quan trọng đối với lực lượng Ukraine. Các nguồn tin Ukraine khẳng định rằng lực lượng Moscow sau khi đánh bại Ukraine ở Upleda có khả năng phát triển thêm 15 km, tiến nhanh dọc theo vùng đất cao theo hướng Novo Ukraine. Theo ông Federico Bosari, một nhà phân tích tại Trung tâm Phân tích Chính sách châu Âu gọi tắt là CEPA, việc mất Ukraine không chỉ là đòn giáng mạnh vào tinh thần của lực lượng Ukraine, mà còn là diễn biến rất nghiêm trọng, có khả năng đe dọa đến an ninh của toàn bộ khu vực phía tây nam Donetsk do Ukraine kiểm soát, cùng với mối đe dọa đối với sườn phía nam của Pokrovsk. Trong một diễn biến khác, trong ngày qua, Kiev đã thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một số khu vực của Nga các phương tiện phòng không đã đánh chặn các mục tiêu ở khu vực Rostov và Orion cũng như là biển Azov. Tại khu vực Vodonet, hai vụ tấn công được Thống đốc vùng Vodonet Alexander Gusev trên Telegram tuyên bố rằng các doanh nghiệp bị tấn công được cho là sản xuất các sản phẩm dân dụng. Một đám cháy đã bùng phát tại tòa nhà của một trong những doanh nghiệp bị tấn công. Các cơ quan khẩn cấp đang làm việc tại hiện trường tại một doanh nghiệp khác bị UAV tấn công, không có thương vong hoặc thiệt hại nào. Theo người dân địa phương, cả hai vụ tấn công đều nhằm vào các nhà máy sản xuất rượu. Nga đã phá hủy khoảng 80% cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine tại thị trấn Pokrovsk, một trung tâm hậu cần chiến lược ở Donbass, một quan chức địa phương cho biết hôm 4 tháng 10. Sehi Dobryak, người đứng đầu chính quyền quân sự của Pokrovsk, nói rằng lực lượng Nga chỉ còn cách thị trấn khoảng 7 km, nơi nằm tại ngã tư đường bộ, đường sắt và đóng vai trò là điểm hậu cần quan trọng cho quân đội Ukraine ở mặt trận miền đông. Lực lượng Nga đã dồn lực thực hiện các cuộc tấn công dữ dội nhất trong những tuần gần đây vào Pokrovsk, giúp Moscow củng cố vị trí và đạt được đa tiến trong khu vực đối thủ đang khiến chúng ta không có điện, không có nước, không có khí đốt khi mùa đông tới gần, ông Dobriak phát biểu trên sóng truyền hình quốc gia. Khoảng 13.050 cư dân vẫn ở lại thị trấn và các quan chức Ukraine đang thúc đẩy kế hoạch sơ tán. Chỉ một tháng rưỡi trước, thị trấn này có 48.000 người. Nga tiếp tục tấn công thị trấn, phóng tổng cộng là 9 quả bom lượn, làm hư hại cơ sở hạ tầng, ông Dobriak cho biết. Ông cho hay, các cuộc tấn công hàng ngày đang nhắm vào cơ sở năng lượng và các cơ sở hạ tầng quan trọng khác. Ông thông báo gần một nửa Pokrovsk không có điện, đồng thời nói thêm rằng cơ sở hạ tầng năng lượng gần như không thể sửa chữa được. Trong khi đó Nga khẳng định chỉ tấn công vào các khu vực mà quân đội Ukraine sử dụng nhằm giảm năng lực tác chiến của đối thủ chứ không tấn công vào dân thường. Hơn 31 tháng kể từ khi xung đột nổ ra, lực lượng Ukraine đang ở thế phòng thủ ở Donbass, trong khi Nga liên tiếp đạt được đa tiến ở những khu vực chiến lược. Tuần này, Ukraine đã thất thủ ở Ukleda Vuleda, một thị trấn chiến lược khác tại Donetsk. Sau sự việc này, Ukraine đã ra lệnh tăng cường phòng thủ cho mặt trận Donbass. Trong khi đó, Zanek Kết Senman, Phó Chỉ huy Trung tâm Tình báo quân sự Estonia nhận định hôm 4 tháng 10 rằng quân đội Ukraine có thể sẽ mất quyền kiểm soát Pokrovsk trong thời gian tới. Theo quốc gia NATO Estonia, trong tuần qua, trung bình mỗi ngày có 167 cuộc tấn công của Nga vào tiền tuyến, trong đó 50% nhắm vào Donetsk. Theo hướng thị trấn Pokrovsk, nơi là trung tâm của các cuộc tấn công tại Donetsk, Nga đã tiến quân được khoảng 1 đến 2 km trong tuần qua và khoảng cách đến vùng ngoại ô Pokrovsk theo như chúng tôi biết là khoảng 5 tới 7 km, ông Keseman cho biết. Ông Keseman nói thêm rằng nếu cường độ tấn công này tiếp tục, có khả năng đến cuối năm 2024, lực lượng Ukraine sẽ buộc phải rút khỏi Pokrovsk và lùi xuống phòng thủ ở phía sau. Ông Kesselman cũng chỉ ra rằng về quân đội Nga kiểm soát Voleda là một sự kiện quan trọng trên chiến trường. Trong một diễn biến khác, Nga vào ngày 5 tháng 10 thông báo nhóm chiến đấu Yugi đã giành được khu định cư Zelanoye ở vùng Donetsk, ngôi làng nằm ngay gần Pokrovsk. Giới quan sát dự đoán, Nga sẽ sử dụng chiến thuật quen thuộc trong thời gian qua là siết gọng kìm bằng cách tấn công vây bọc từ các hướng, kết hợp dội hỏa lực xuống để đẩy lực lượng Ukraine lui khỏi Pokrovsk. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một báo cáo mới nhất rằng quân đội Ukraine đã chịu hơn 400 thương vong theo hướng Kursk trong ngày qua và có tới 17 binh lính đối phương đã chấp nhận đầu hàng. Theo đó, tổn thất của Ukraine còn bao gồm một xe tăng và 15 xe chiến đấu bọc thép, 5 tổ hợp pháo, bao gồm một pháo lựu Caesar do Pháp cung cấp và một pháo tự hành bốc Nà do Ukraine sản xuất, một xe dọn dẹp công trình và một xe sửa chữa và phục hồi bọc thép Bộ Quốc phòng Nga này cho biết thêm, nhìn chung là Ukraine đã mất hơn 20.650 binh sĩ và 136 xe tăng kể từ khi tiến hành chiến dịch vào vùng biên giới Kursk. Trong ngày qua, các đơn vị Nga đã đánh bại lực lượng Ukraine tại một số khu định cư ở Kursk, bao gồm Dardino, Nikolaevo Dardino và Plekovo. Quân đội Nga cho biết thêm rằng chiến dịch tiêu diệt quân đội Ukraine xâm nhập lãnh thổ vẫn đang được tiến hành trước đó quân đội nước này đã đẩy lùi hai cuộc phản công của ukraine về phía Lyubimovka, ongokka và plekovo cũng như năm nỗ lực của quân ukraine nhằm đột nhập biên giới hướng tới noviput các đơn vị của cụm chiến đấu phía bắc tiếp tục hoạt động tấn công và đánh bại các đội hình của ukraine gần darino Lyubimovka, noviput pokrovsky và plekovo quân đội nga tấn công vào nơi tập trung nhân lực và vũ khí của địch ở vùng Kursk. Trong một diễn biến khác, trong ngày 5 tháng 10, đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov tuyên bố về quân đội Nga giành quyền kiểm soát thành trì Upleda ở vùng Donetsk cho thấy rằng vũ khí phương Tây viện trợ cho Ukraine là vô tác dụng. Việc lực lượng Nga tiến vào Upleda là bằng chứng cho thấy rằng việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine không đem lại tác dụng. Những động thái tương tự là vô ích và sẽ chỉ dẫn đến thương vong hơn đã có rất nhiều loại khí tài quân sự của phương Tây bị quân đội nga thu giữ hoặc phá hủy tại tiền tuyến, ông Antonov cho biết. Theo số liệu từ Viện Kinh tế Thế giới Kiel, Mỹ và các đồng minh châu Âu đã cung cấp cho Ukraine hơn 200 tỷ đô la viện trợ quân sự, kinh tế và nhân đạo kể từ khi cuộc xung đột với nga bắt đầu. Với khoản viện trợ bổ sung 110 tỷ đô la Mỹ đang chờ xử lý. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rusem Umedov gần đây thừa nhận nước này gần như hoàn toàn phụ thuộc vào viện trợ quân sự của phương Tây để tiếp tục chiến đấu với Nga. Chúng tôi giải quyết vấn đề vũ khí và thiết bị quân sự với các đồng nghiệp từ Mỹ, châu Âu, nhóm hỗ trợ an ninh Ukraine, trung tâm điều phối nhà tài trợ quốc tế, vân vân. Đây là các hợp đồng mua sắm và hậu cần. Chúng tôi phải phụ thuộc hơn 80% vào các đối tác, ông nói. Tuy nhiên, khi cuộc xung đột nga-Ukraine kéo dài mà không có thay đổi đáng kể nào trên chiến trường, một số quan chức phương Tây được cho là đã bắt đầu cân nhắc sử dụng biện pháp ngoại giao để phá vỡ thế bế tắc. Tuy nhiên, cũng có lo ngại cho rằng nỗ lực này có thể buộc Ukraine phải chấp nhận ngưng bắn sớm với nga. Quân đội nga đã thu giữ một kho vũ khí lớn do NATO cung cấp cho Kyiv tại thành trì Vuhledar, Uplata ở Donbass, sau khi Ukraine thất thủ tại đây. Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 5 tháng 10. Theo thông báo, Nga đã thu giữ lượng lớn vũ khí phương Tây viện trợ cho Ukraine, bao gồm đạn dược, súng cối giảm thanh do Ba Lan sản xuất, súng phóng lựu tự động do Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ sản xuất, vũ khí hạng nhẹ và các thiết bị khác. Vuleda nằm ở khu vực phía nam của mặt trận, cách thành phố thủ phủ Donetsk khoảng 50 km và là pháo đài chiến lược của Ukraine tại khu vực. Nơi đây từng được mô tả là một pháo đài của Ukraine vì nó chưa bao giờ bị Nga kiểm soát được, dù Moscow đã thực hiện hàng loạt cuộc tấn công trong những năm qua. Ukraine xây dựng thanh trí kiên cố ở Vuleda, tận dụng vị trí của thị trấn này trên một ngọn đồi với nhiều tòa nhà cao tầng kiên cố để tăng cường phòng thủ trước các cuộc tấn công của Nga. Năm ngoái, Nga từng thiệt hại nặng nề khi cố tấn công trực diện vào đây trong tuần này nga đã đẩy mạnh đa tiến về vuleda từ nhiều hướng họ đồng thời pháo kích và dùng uav tấn công liên tục vào tuyến đường rút quân duy nhất của kiev ra khỏi thị trấn khiến việc di tản binh sĩ trên xe quân sự trở nên thách thức nhiều binh sĩ ukraine đã không thể rút quân kịp và đã mất tích hoặc là bị nga bắt giữ Trước đó, các quan chức Nga cho biết Ukraine đã buộc phải rút lui khỏi Vuleda trong tình thế hỗn loạn. Nhiều người phải tự tìm cách để sơ tán khỏi thị trấn dưới mưa hỏa lực của Nga. Một binh sĩ Ukraine, biệt danh là Roman, cho hay nhiều đồng đội của anh này đã bị thương hoặc thiệt mạng khi cố rút khỏi Vuleda dưới mưa hỏa lực của Nga. Nga tiếp tục đẩy mạnh đa tiến ở Donetsk. Hôm 5 tháng 10, họ tuyên bố kiểm soát được làng Zelanoyehay, cách Donetsk khoảng 25 km về phía Tây và không xa Zelan Noche 1, nơi Moscow giành được vào cuối tháng 8. Bộ Quốc phòng Nga trong trận chiến cuối cùng ở Vuleda, các binh sĩ Ukraine đã kháng cự tới cùng trong khi nấp trong các hầm mỏ và tầng hầm để tránh các loạt pháo của Moscow. Tuy nhiên, trước sự bao vây của Nga, một số người đã bỏ vị trí và hơn 40 lính Ukraine đã đầu hàng. Vuleda nằm ở phía bắc của một ngã tư chiến lược nối đường O0532 về phía Vô Điền và Kostantinivka với đường cao tốc T0509. Federico Bosani, một thành viên tại Trung tâm Phân tích Chính sách Châu Âu, gọi tắt là CEPA, đã nói với Kyiv Independent vào tháng trước. Do đó, đây là một điểm hậu cần quan trọng đối với các lực lượng Ukraine bảo vệ sườn phía nam của Kudakove. Vuleda cũng là thị trấn được phòng thủ kiên cố cuối cùng trước làng Velika Novotsinka, và toàn bộ phần phía nam của Donetsk do Ukraine kiểm soát. Đoạn đường cao tốc T-0509 mà Nga kiểm soát vốn chạy qua phía nam Vuleda rất quan trọng đối với lực lượng Moscow đang đẩy quân cố gắng tiến về phía Tây. Nga cho biết hàng chục binh sĩ Ukraine đã đầu hàng tại Vuleda trong bối cảnh Ukraine quyết định rút quân khỏi thành trì miền đông này sau hai năm giao tranh với quân đội Nga. Trong thông cáo vào ngày 4 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga cho hay trong tuần qua, ít nhất 83 binh sĩ Ukraine đã đầu hàng ở trên tuyến, trong đó 44 binh sĩ đầu hàng tại pháo đài Vuleda, tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine. Trước đó, báo tas của Nga dẫn các nguồn tin cho biết một số đơn vị Ukraine ở Vuleda đã phải chịu tổn thất lớn sau khi không thể rời khỏi thị trấn kịp thời. Vuleda vốn là trụ cột của lực lượng phòng thủ Ukraine trong khu vực quân đội Ukraine đã phòng thủ tại mặt trận này suốt từ tháng 8 năm 2022. Trong tuần này, lực lượng phòng thủ Ukraine đã rút khỏi thị trấn để bảo toàn nhân sự và trang thiết bị quân sự trước nguy cơ bị bao vây. Quân đội Ukraine cho biết hôm 2 tháng 10, tuy chịu tổn thất nặng nề do giao tranh kéo dài, đối phương Nga vẫn duy trì nỗ lực giành quyền kiểm soát Vuleda. Họ triển khai lực lượng dự bị để tấn công hai bên sườn, gây căng thẳng cho hệ thống phòng thủ của lực lượng vũ trang Ukraine. Điều này khiến Vuleda đối mặt với nguy cơ bị bao vây. Bộ tư lệnh đã cho phép rút các đơn vị khỏi Vuleda để bảo toán nhân sự và trang thiết bị quân sự. Theo các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISV, việc Nga kiểm soát Vuleda khó có thể thay đổi đáng kể cục diện chiến sự ở miền đông Ukraine vì thị trấn này không phải là một trung tâm hậu cần đặc biệt quan trọng. Trong khi đó, ông Federico Bossari, một nhà phân tích tại Trung tâm Phân tích Chính sách Châu Âu, gọi tắt là CEPA, nhận định, việc mất Vuleda không chỉ là đòn giáng mạnh vào tinh thần của lực lượng Ukraine mà còn là diễn biến rất nghiêm trọng, có khả năng đe dọa đến an ninh của toàn bộ khu vực phía tây nam Donetsk do Ukraine kiểm soát, cùng với mối đe dọa đối với sườn phía nam của Pokrovsk. Các quan chức quốc phòng Anh cho biết các phi công nga lái máy bay ném bom siêu thanh Tu-22M3 đã vô tình tấn công một tàu chở ngũ cốc ở biển đen khi nhanh chóng nhắm mục tiêu có thể là trong khi cố gắng tránh hệ thống phòng không của Ukraine. Một bài đăng trên mạng xã hội X của Bộ Quốc phòng Anh gọi tắt là MOD vào ngày 4 tháng 10 cho biết, vào ngày 11 tháng 9 năm 2024, tàu chở hàng AIA đã bị một tên lửa bắn trúng ở Biển Đen khi đang di chuyển về phía nam từ cảng Odessa của Ukraine, chở hơn 26.000 tấn ngũ cốc đến Ai Cập. Tàu hàng AIA đã tránh được thiệt hại thảm khốc trong gang tức vì một tên lửa không phát nổ. Theo bài viết của Bộ Quốc phòng Anh, gần như chắc chắn rằng tên lửa đó là tên lửa chống hạm AS-4 Kitchen do một máy bay ném bom Tu-22M3 Backfire của Nga phóng đi khi đang hoạt động trong khu vực vào thời điểm đó. Có khả năng thực tế là một vụ nổ không thành công và đã tránh được thiệt hại thảm khốc. Phía Anh cho biết không có khả năng con tàu là mục tiêu dự kiến của nhiệm vụ và có thể một loại đạn dược cũ đã được sử dụng. Các quan chức Anh cho biết, có khả năng thực tế là sự cố này xảy ra do phi công xác định nhầm tàu AIA là mục tiêu của họ trong lúc vội vã muốn rời khỏi khu vực ngay sau khi phóng vì sợ bị tên lửa đất đối không của Ukraine nhắm tới. Họ báo cáo rằng Nga ngày càng thận trọng hơn về các hoạt động tấn công của mình ở khu vực Biển Đen kể từ khi mất một chiếc Tu-22 vào đầu năm nay. Hồi tháng 4, Ukraine đã bắn hạ một chiếc Tu-22M3 của Nga lần đầu tiên trong chiến tranh, theo tình báo quân sự của Kiev, khiến nó rơi xuống lãnh thổ Sapropol của Nga. Tu-22M3 là máy bay ném bom tầm xa, được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu trên biển và trên bộ bằng tên lửa dẫn đường và bom. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các đối tác phương Tây đang kéo dài quyết định về yêu cầu của Kiev nhằm tấn công Nga bằng vũ khí tầm xa do các đồng minh cung cấp. Ông Zelensky phát biểu cùng với Tổng thư ký NATO Mark Rutte hôm 3 tháng 10, chúng tôi cần đủ số lượng và chất lượng vũ khí, bao gồm cả vũ khí tầm xa mà theo tôi các đối tác của chúng tôi đã kéo dài. Ông nói chúng tôi sẽ tiếp tục thuyết phục các đối tác của mình về nhu cầu bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái của Nga. Đáp lại phát biểu của ông Zelensky, Phó Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh cho biết chúng tôi có nguồn cung cấp tên lửa tầm xa hạn chế và chúng tôi không kéo dài. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến thăm tỉnh Sumy ở phía bắc nước này, nơi Ukraine phát động một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào tỉnh Kursk lân cận của Nga hồi tháng 8. Gần hai tháng sau chiến dịch bất ngờ, quân đội Ukraine đã kiểm soát một số vùng lãnh thổ ở tỉnh biên giới Nga, mặc dù tốc độ tiến quân đã chậm lại và lực lượng Nga bắt đầu phản công. Ông Zelensky viết trên Telegram, Cần phải hiểu rằng chiến dịch ởcus là một hoạt động mang tính chiến lược, tạo thêm động lực cho các đối tác của chúng ta, động lực để sát cánh cùng Ukraine, để họ quyết đoán hơn và gây áp lực lên Nga. Được hộ tống bởi Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Oleksandr Zelensky, ông Zelensky đã đến thăm lữ đoàn không kích số 82. Ông cảm ơn lữ đoàn vì đã tham gia bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Ukraine. Tổng thống cho biết chiến dịch ở Kursk đã giúp Kiev thuyết phục phương Tây tiếp tục viện trợ. Ông Zelensky nói với các binh sĩ, chúng ta cần thúc đẩy thế giới và cho họ thấy rằng Ukraine có thể mạnh hơn đối phương. Dù đạt được một số thành công ban đầu, nhưng chiến dịch của Ukraine ở tỉnh Kursk vẫn không thể làm Nga tập trung vào các hoạt động ở Donbass. Quân đội Ukraine mới đây thừa nhận đã phải rút lui khỏi thị trấn Vuleda thuộc Donetsk để tránh bị quân đội Nga bao vây. Lực lượng Nga cũng chỉ còn cách thành phố chiến lược Pokrovsk 7 km. Tổng thống Zelensky nói thêm rằng ông đã họp với bộ chỉ huy quân sự để thảo luận về tiền tuyến, phòng không và tình hình năng lượng ở Sumy. Trong một bài đăng trên Facebook, Tổng tư lệnh Zelensky cho biết đã thảo luận về hợp tác trên chiến trường, trên không gian mạng với tướng Christopher Cavoli, người đứng đầu bộ tư lệnh châu Âu của Mỹ và tướng Timothy House, người đứng đầu bộ tư lệnh không gian mạng Mỹ ông siskin nhấn mạnh điều quan trọng đối với chúng ta là tận dụng mọi cơ hội có sẵn để đạt được ưu thế trước đối phương cả trên chiến trường và trên không gian mạng